bà với ông Thiên Minh đâu rồi? Tới đâu trời? Ủa, nay mình hẹn đi nhà sách với nhau mà. Tôi đứng đợi nãy giờ hai người đâu? Ủa, có không vậy? Sao tôi nhớ là mình hẹn người khác mà. Ủa gì vậy, bữa nay mà. Hôm nay á, thì tôi bận xíu nên là không có đi được đâu. Có gì hôm khác tôi bù cho bà nha. Ủa là sao kiệt việc gì đã hẹn bữa nay rồi mà nghi, sao vậy? Ừ, bây giờ tôi bận rồi. Thôi, giờ tôi phải đi nha, bye bye. Không, nhưng mà tôi đứng định. Có cái gì mờ ám ở đây? Gì vậy? Thì bạn Dương gọi đó. Gọi chi? Quên hả? Hôm nay á là tôi với ông có hẹn với bà đi nhà sách. Vậy mà quên mất tiêu. Ờ hả? Trời, quên quá. Rồi sao? Ui, sao chăng gì? Thì tôi giải quyết xong rồi. Tôi có nói với bà là hẹn bữa sau. Tình đúng không? Chắc bà không giận đâu ha. Thì chắc là không giận đâu. Với lại tụi mình làm mấy chuyện này, nếu mà bà biết được á thì bà sẽ yêu thương bỏ qua cho tụi mình. À, mà quên, quay lại vấn đề chính á, thì lý do mà tôi gặp mọi người ngày hôm nay đó chính là chuẩn bị những cái hoạt động cho King and Queen trong rom sắp tới. Nhưng mà đó là hoạt động chung của ban tổ chức rom mà, sao phải giấu anh Dương? Nhìn biết bị bày trò gì đấy mà. Nè nha, bày trò gì chứ, chỉ là nếu mà có bà ở đây á thì nó sẽ làm hỏng cái kế hoạch của tôi á. Rồi giờ bà tính làm gì? Thì đây, mấy ông có thấy không? Khối 10 với khối 11 á, thì vẫn còn đang đi học. Khối 12 á, thì vừa thi xong, nên là dịp gặp nhau cũng hơi ít. Thứ hai tuần tới á, là cái dịp gặp nhau gần nhất. Tới cái lúc đó, tụi mình sẽ đi vòng vòng, xong rồi kêu gọi mọi người là bầu chọn ra King and Queen. Ủa? Mà mấy cái việc này có cái gì đâu mà phải giấu cho anh Dương? Thì... Tôi nghĩ là... Bà định ghi tên của anh Dương vô danh sách ứng cử Queen đúng không? Bởi vậy chỉ có bạn mình là hiểu nhất. Ủa, bộ anh Dương không thích bị ghi tên vào danh sách ứng cử hả? Phải nói là bả rất là ghét luôn nha. Trời ơi, bả chỉ thích ghi tên bả vào cái chỗ mà là người mượn sách nhiều nhất trong thư viện mỗi tháng. Còn bình thường thì bả cái này không đâu. Như vậy tôi sẽ giúp bả một lần để lên. Hợp lý đó. Cũng hay đấy. Vậy thứ hai mình làm không? Chốt nhá. Hello bà. Làm gì ngồi đây vậy? Tôi đợi bà hơn tiếng rồi đó. Bà đợi tôi chi vậy? Bà mới đi đâu về? Tôi mới đi cà phê về. Với ai? Đương nhiên là với anh Mẫn rồi. Nãy tôi đi nhà sách một mình, gặp Mẫn ở đó. Bà với Thiên Minh giấu gì tôi đúng không? Có giấu chuyện gì đâu. Giờ nói là đợi Vũ Lực. Không có đụng đai quạo. Thì ý là... Nói lẹ không có đại. Tôi với Thiên Minh đi cà phê. Hai người đánh lẻ hả? Ủa nhóm ba người mà sao hai người hẹn đi cà phê không rủ tôi? Không có đụng mà. Thì ý là tại vì sắp tới sinh nhật anh Mẫn á, nên là tôi định nhờ ông Thiên Minh tư vấn. Tại vì ông hiểu tâm lý con trai mà. Thiệt không? Thiệt chứ. Chứ bây giờ ông là con trai thì ông mới hiểu được tâm lý con trai. Chứ tôi với bà là bánh bèo làm sao mà hiểu được. Nhưng mà cái chuyện đó thì mắc gì đánh lẻ. Có tôi đi thì tôi góp ý thêm, mua quà đẹp cho anh Mẫn. Có gì đâu mà để tôi đi nhà sách mình vậy? Thôi mà, biết rồi, đừng có giận nữa. Mày muốn phú sẽ dắt đi cả ba đứa, không có đánh lẻ nữa nha. Nhớ nghe chưa? Nhớ. Thôi
kéo tôi ra đây làm gì? Họ hỏi cái gì? Bà có thấy là nay mọi người lạ lắm không? Lạ thấy bình thường mà. Có lạ gì đâu. Nó cũng bình thường. Rõ ràng là cùng phát phía bột Kings and Queens. Nhưng mà sao không tụ lại mà cứ tách nhau ra đi? Mỗi lần mà tôi tới á, mọi người nhìn như là ăn trộm á. Cái bà này chắc là tại vì đông quá nên là mọi người phải chia ra. Chứ tụ tụ lại hồi giỡn không ạ? Đâu làm gì đâu. Mà sao tôi cũng có cảm giác là mọi người né tôi ta. Cái bà này mọi người không có né đâu. Chắc tại vì hả, chưa đi phát phiếu bầu trời nắng nên là mọi người phát cái mọi người mệt á, cái mọi người không vui, mọi người không thích giỡn. Vậy thôi, không có gì á. Đi trước nha. Ê, Nghi. Ở đây. Sao, chuyện gì nữa? Tôi thấy là trời nóng vậy mà mọi người đi phát vòng vòng dễ bệnh lắm. Hay là tôi mua kirin mời mọi người được không? Được. Cái gì chứ, cái đó được nha. Vậy tụi mình đi mua. Toàn bộ phiếu bầu nhiều lắm. Đúng rồi, chắc phải 200 phiếu chứ ít gì. Theo tôi nhớ thì sĩ số học sinh của khối 12 mình á là 251 người. Mà hồi sáng này khối mình đi đông lắm. Nhiều đây chắc cũng phải ít nhất 230 phiếu á. Gì? Rồi sao kèm hết được? Một cây thì làm chẳng nên non. Nhưng mà 5 cây này chụm lại chắc là sẽ kiểm xong đóng phiếu này. Đừng lo, cứ nghi tôi đi mà. Mấy ông đi đâu vậy? Thì bà mới nói đó, có bà thì yên tâm rồi. Không phải một mình bà xử hết đóng phiếu này hả? Ừ. Cái ông này thiệt tình á. Không phải, ý tôi là tôi sẽ làm nhiệm vụ rất là cao cả. Đó chính là giữ chân bà anh Dương. Nè nha, cười cười gì? Cái nhiệm vụ đó tuy là hơi nhỏ chút xíu nhưng mà nó nặng nề lắm á. Không phải là không muốn giữ chân bà anh Dương này giữ được đâu. Đối với một người thông minh như bà thì phải suy nghĩ rất là nhiều cách. Nên là tôi sẽ đảm đương nhiệm vụ đó. Bây giờ bà tính làm cái gì nè? Thiên cơ bất khả lộ. Từ từ rồi bà ông sẽ biết. Tôi đi trước đây. Phía kiếm. Lại kiếm đi con. Này mày có tập bóng đâu đúng không? Tập bóng rảnh mà. Ý là phải đi tập văn nghệ rồi. Đi tập văn nghệ. Ôi anh Minh. Hả? Kiếm nha. Phong, Phong ơi. Mọi người ơi. Bà tính đi đâu vậy? Về phòng prom chứ đi đâu? Vậy chi? Thì cùng mọi người kiểm phiếu bầu chứ chi? Khoan. Từ từ về. Sao lại từ từ? Còn sớm mà, về chi đúng không? Trời đất ơi, giờ này mà chưa ai tới. Rồi khi nào kiểm phiếu mới xong? Tôi phải vô tôi hối mọi người mới được. Từ. Tôi thấy không cần đâu, chắc là chưa ai vô mà. Cái gì vậy? Bà lạ lắm á nha. Có, tôi đâu lại gì đâu, thật dạ. Okay. Thầy bị gì vậy? Nghi. Tự nhiên cái đau quá. Đau gì? Đau bụng, chắc là lại bị đau dạ dày nữa. Sao tự nhiên đau dạ dày? Đó giờ bà có bị đâu? Bà biết không, dạo này tôi thức khuya học nè, xong rồi có nhịn ăn nên là... Tự nhiên nhịn ăn à? Bà vô phòng bro mà ngồi trước đi, tôi chạy đi mua thuốc cho bà liền. Nha. Bà đi cẩn thận. Ráng chịu. Ráng xô tôi chạy nhanh lắm. Rồi tôi chạy. Qua phòng phát thanh chi vậy trời?
Như các bạn có biết thì ngày hôm nay ban tổ chức Brown tụi mình có triển khai hoạt động bầu chọn Kings and Queens để chuẩn bị cho các hoạt động sắp tới. Và sau khi tổng kết thì mình xin được đọc tên top 3 Kings and Queens của chúng ta năm nay như sau. Sao có kết quả rồi? Mình còn chưa kiểm phiếu mà. Top 3 King năm nay gồm có Tuấn Anh, Gia Bảo và một ngoại lệ đến từ lớp 11, anh chàng hot boy bóng rổ rất là nổi tiếng của trường chúng ta, Hoàng Phong. Tiếp theo chính là top 3 Queen năm nay thì có bạn Hải My, Kim Thoa và Ánh Dương. Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng và đón chờ xem kết quả của các hoạt động tiếp theo của top 3 King and Queen nhé. Rơi có bay tỉ người sao ẩn mình nơi đâu chẳng tìm được em ơi, chờ em đợi em cũng đã lâu rồi mà sao anh chưa thấy em